Dạ vâng, em Thảo siêu thị ô tô Cũng Nhiên xin kính chào toàn thể quý vị, quý chị và quý khách hàng nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán ô tô cũ giá rẻ em trong ngày hôm nay. Thì hôm nay em tiếp tục lên sóng báo giá chi tiết một mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng em. Anh chị nào đúng chân mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0963040922 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Nghệ An anh chị nhé. Sau đây em sẽ báo giá chi tiết một mẫu xe mà cửa hàng siêu thị ô tô Cũng Nhiên chào bán, đó là chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe có năm sản xuất là 2014 nha quý vị nhá. Đó, em mang biển số xe là 90A04146 đấy ạ. Sơn xi màu bạc nha quý vị nhá. Sơn xi thì rất là đẹp rồi. Cam kết cho chị là xe không đâm xô tai nạn, không ngập nước. Đó, em cam kết cho chị bằng giấy tờ văn bản nha chị nhá. Anh chị làm quan tâm mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 này thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo nhá. Anh chị làm mới về xem kênh của em thì hãy nhớ cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo để hệ thống YouTube có thể cập nhật video mới nhất mà em đăng tải hàng ngày nha chị nhé. Và anh chị nhớ chia sẻ video cho em để cho mọi người cùng biết, nếu ai mà đang có nhu cầu mua hoặc là bán xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Đó, một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014, màu bạc còn cực kỳ là đẹp luôn anh chị nhé. Anh chị nhìn đăng kiểm này, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2021 còn rất là dài luôn. Đó, còn cực kỳ là dài nha chị nhá. Em sẽ đi một vòng thân vỏ cho anh chị cùng xem, cùng ngắm chiếc xe này nha chị nhá. Đó, thân vỏ này cực kỳ là sạch sẽ và sáng bóng rồi. Anh chị cứ đến bên cửa hàng siêu thị ô tô Cũng Nhiên của em là sẽ có xe đi, và bên em có bảo hành phần máy móc động cơ cho chiếc xe này là 3 đến 6 tháng nha chị nhá. Anh chị hai nhìn hai cục đèn hậu là cực kỳ là sáng bóng nha chị nhá. Xe này còn rất là mới luôn. Sơn xi thì cực kỳ là sạch sẽ, sáng bóng luôn anh chị nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần nội thất cho anh chị cùng ngắm chiếc xe này anh chị nhé. Đây ạ, nội thất của chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2014 nha quý vị nhé. Đó, nội thất thì cực kỳ là tươi. Chủ xe đã bọc ghế da màu đỏ và đen rồi, rất là nổi bật anh chị nhé. Đây ạ, anh chị nhìn này. Đó, hộp số này. Xe cực kỳ là đẹp luôn, màn hình đây ạ. Trang bị màn hình rồi can lùi rồi anh chị nhé. Đó, một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 với mức giá bên em chào bán chiếc xe này là 192 triệu đồng quý vị nhé. Tới bằng 192 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 này rồi. Đó, anh chị nhìn đinh bấm này, không mất một phân đinh bấm này anh chị nhé. Đó, đinh bấm thì cực kỳ là rõ nét luôn. Đây ạ, à, anh chị nhìn này. Đó, ốc của cánh cửa bên lái đây anh chị nhá. Ốc bản lề cánh cửa bên lái đấy ạ. Cam kết cho anh chị là vẫn còn zin. Zin luôn. Xe cực kỳ là chất, cực kỳ là đẹp luôn này. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 mà với mức giá bên chào bán chỉ có 192 triệu đồng thôi. Đó, giá trên là bao phí thủ sơ cho chị và có hỗ trợ vận chuyển toàn quốc nhé quý vị nhá. Đây, chị nhìn tam ni này. Đồ sần da còn rất là rõ nét anh chị nhá. Đó, độ sần da còn cực kỳ là rõ luôn. Đây ạ, phím cánh cửa lên xuống đây, chỉnh điện nhé quý vị nhé. Đó, chỉnh điện. Đây ạ, anh chị nhìn keo chỉ đây. Đó, keo chỉ đây anh chị nhé. Cam kết cho chị được keo chỉ cục kèo nguyên bản theo xe, không mất một phân keo chỉ đinh bấm nào. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 nhé quý vị nhé. Còn cực kỳ là mới và đẹp luôn. Đây ạ. Đó, anh chị nhìn nội thất này, cực kỳ là nổi, cực kỳ là đẹp luôn anh chị nhé. Một mẫu xe còn rất là mới và đẹp đấy ạ. Anh chị là một quan tâm mẫu xe Kia Morning thì anh nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo nhé chị nhé. Đó, anh chị nhìn đinh bấm đấy ạ. Đinh bấm còn nguyên luôn. Xe cực kỳ là đẹp luôn nhé chị nhé. Đây ạ, anh chị nhìn bản lề này. Cánh cửa sau phụ đây anh chị nhé. Sau lái ở ghế sau đấy ạ. Tabi đây, tabi thì cực kỳ là đẹp luôn. Độ sần da rất là rõ luôn. Đó, anh chị làm quan tâm mẫu xe Kia Morning này thì hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0963040922 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Nghệ An nha chị nhé. Đấy, hãy đến bên siêu thị ô tô Cũng Nhiên để trải nghiệm những chiếc xe mà bên cửa hàng em đã chào bán cho quý vị nhé.
Đó, keo chỉ đây còn cực kỳ là đẹp luôn, không mất một phân nào. Đó, em cam kết cho chị bằng giấy tờ văn bản nhé chị nhá. Bên em này cũng có bảo hành phần máy móc động cơ từ 3 đến 6 tháng. Nên là chị không có phải lo lắng một vấn đề gì cả. Bên em sẽ đó. Nội thất thì cực kỳ là tươi rồi. Rất là đẹp anh chị nhá. Đây ạ, đinh bấm đây, đinh bấm một cánh cửa bên phụ đây ạ. Còn rất là rõ nét. Đó, anh chị làm quan tâm mẫu xe Kia Morning này thì nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Đây ạ, cánh cửa bên phụ đây, bản lề đây. Các con ốc này, anh chị nhìn rất rõ luôn nhé. Các con ốc còn nguyên của nhà sản xuất luôn. Xe thì cam kết cho chị là không có đâm xô tai nạn hay là không có ngập nước gì cả. Đó, anh chị nhìn này. Với cái mức giá là 192 triệu đồng là anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 để che nắng che mưa được cho toàn thể gia đình nhà mình nhé anh chị nhé. Đó, một mẫu xe còn rất là đẹp luôn. Đó, anh chị nhìn đinh keo chỉ này, keo chỉ không một phân nào anh chị nhé. Cam kết cho anh chị bằng giấy tờ văn bản. Đó, xe cực kỳ là đẹp luôn. Xe rất đẹp anh chị nhé. Keo chỉ cột kèo còn nguyên bản theo xe. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 mà chỉ có 192 triệu đồng. Với mức giá này thì cực kỳ là mềm nhé chị nhá. Bên em bán giá rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ luôn. Đây ạ, đây là cánh cửa bên ghế phụ sau lái đây, bên ghế sau đây chị nhá. Đó, đinh bấm này. Đấy, em xin lỗi ạ. Đây là các con ốc của là lắp cabo, lắp cánh cửa đây chị, bản lề cánh cửa đây chị nhá. Đó. Rất là đẹp. Chị nhìn đinh bấm nhá. Đinh bấm đây. Bốn cánh cửa đều không có một phân đinh bấm nào. Xe cực kỳ đẹp luôn. Anh chị mà có đến là tìm được ra lỗi. Xe rất là chất luôn nha anh chị nhá. Đó, tắt ly đây ạ. Xe còn rất là mới và đẹp anh chị nhá. Đó, anh chị nhìn đi, theo chỉ này. Theo chỉ cột kèo nguyên bản theo xe nhá anh chị nhá. Một mẫu xe không có một lỗi nhỏ nào. Đó, keo chỉ cục kèo còn nguyên bản theo xe. Một mẫu xe cực kỳ là chất luôn. Sau đây em tiến ra phần cốp cho anh chị cùng xem chiếc cốp của chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2014 này quý vị nhá. Đây, cốp chiếc xe này thì những cái dòng Morning này thì cốp của nó rất là nhỏ nhắn nhá chị nhá. Rất là nhỏ và xinh luôn. Đó, cua lốp đây. Xe cực kỳ là đẹp luôn này. Anh chị nhìn đinh bấm của cánh cửa bên lái đây chị nhá. Của cái tai đèn cánh cửa bên lái đây. Còn rất là rõ luôn. Đó, anh chị nhìn các con ốc này. Đó, một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014. Mà với mức giá bên siêu thị ô tô cứ như là trả bán chỉ có 192 triệu đồng quý vị nhá. Và giá trên thì nó bao phí rút hồ sơ cho chị rồi và có hỗ trợ vận chuyển cho toàn quốc nha quý vị nhá. Xe này cực kỳ là đẹp luôn. Sau đây em sẽ vào bên trong khởi động động cơ máy móc cho anh chị cùng xem nhé. Dạ vâng, em đang ngồi bên trong một chiếc xe Kia Morning có năm sản xuất là 2014 nha quý vị nhé. Đó, một mẫu xe còn rất là mới và đẹp luôn. Với mức giá bên đang chào bán chiếc xe là chỉ có 192 triệu đồng quý vị nhé. 192 triệu đồng anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe Kia Morning. Đó, đăng ký 5 số ngồi cực đẹp luôn. Anh chị nhìn vô lăng hai chấu này. Đó, vô lăng đây anh chị nhé. Còi ấy. Đó, mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất bình thường. Cho nên em sẽ lổ máy cho anh chị cùng xem nhé. Đó, điều hòa này. Điều hòa cực mát luôn. Xe thì không có lỗi gì nhỏ ra rồi. Đèn trần đấy ạ. Gương kính chỉnh điện nhé quý vị nhé. Đó, gương kính chỉnh điện. Mọi chức năng hoạt động của xe hoạt động rất bình thường. Đó.
một mẫu xe không có gì để bàn cãi cả. Đó, anh chị nghe nhạc này. Đó. Xe rất đẹp quý vị nhá. Đó, màn hình đầy đủ luôn. Anh chị làm quan tâm mẫu xe này thì anh nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo nhá. Đó, chỉ với mức giá là 192 triệu đồng thôi. Là anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 rồi quý vị nhá. Cực kỳ là rẻ luôn. Xe này cực kỳ là chất rồi. Sau đây em sẽ ra phần khoang máy cho chị, anh chị cùng xem nhé. Dạ vâng, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2014 quý vị nhé. Đó, một mẫu xe còn cực kỳ đẹp luôn, ba máy à bốn máy đấy ạ. Đó, bốn máy nhé quý vị nhé. Một mẫu xe rất là đẹp. Em cam kết chị xe không đâm xô tay lại, không ngập nước. Đó, chị nhìn các con ốc này. Máy móc thì cực kỳ là đẹp với chị nhé. Đó, không có dấu hiệu của loang dầu hay dỉ dầu gì ra cả. Xe thì máy chạy móc chạy cực kỳ là êm luôn. Đó, chị làm quan tâm mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 này. Với mức giá bên siêu thị ô tô cũng như là chào bán chỉ có 192 triệu đồng quý vị nhé. Đó, 192 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe Kia Morning. Đó. Xe thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất quý vị nhé. Anh chị nhìn tai đèn này, tai đèn anh cửa bên lái đây, tai đèn bên lái đi. Đó, rất là đẹp anh chị nhá. Ốc của lắp cabo này. Đó, đinh bấm này. Cam kết cho chị là xe không đâm xô tay lại, không ngập nước. Em cam kết thì cho anh chị và quý vị bằng giấy tờ văn bản nhé anh chị nhá. Và bên em có bảo hành về phần máy móc động cơ này từ 3 đến 6 tháng. Nên anh chị cứ đến bên siêu thị ô tô Cương Nguyên của em là yên tâm sử dụng chiếc xe mà bên em đang chào bán cho quý vị nhé. Dạ vâng ạ. Xe cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất rồi. Máy móc thì không có dấu hiệu gì hay gì dầu, loang dầu gì cả. Cực kỳ là khô giá cho quý vị nhé. Dạ vâng, vừa rồi em mới đi qua chi tiết một mẫu xe vừa cập bến tại siêu thị ô tô Cương Nguyên. Anh chị là đúng chân đến mẫu xe này thì anh liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0963 040 922 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Yên nhé chị nhé. Anh chị là mới xem kênh của em thì hãy nhớ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo để hệ thống YouTube có thể có video mới nhất mà em đăng tải đến hàng ngày nhé chị nhé. Và anh chị hãy nhớ chia sẻ video để cho mọi người, và anh chị là muốn mua hoặc bán xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em Liên Thảo nhé anh chị nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị, quý anh chị ở video tiếp theo ạ.